Trong năm 2022, mặc dù giá bán cá điêu hồng có tăng, song do giá thức ăn thủy sản tăng đột biến và kéo dài, nhất là giá nguyên liệu tăng cao, nên lợi nhuận từ nghề nuôi cá lồng bè không cao, dẫn đến số lượng bè nuôi giảm. Nhiều hộ nuôi lồng bè phải chuyển nghề. Trong thời gian qua, giá cá điêu hồng dao động từ 40.000 đồng đến 45.000 đồng một ký, tăng khoảng 5.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, năng suất, chất lượng cá thương phẩm cũng tăng do diễn biến xâm nhập mặn không gay gắt. Tuy nhiên, sau khi trừ đi chi phí sản xuất, người nuôi cá lồng bè chỉ ở mức huề vốn, thậm chí có thời điểm bị lỗ từ 500 đồng đến 1.000 đồng một ký, do giá thức ăn thủy sản tăng từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng một ký. Giá sản phẩm xử lý môi trường tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một ký so với trước đây và giá xăng dầu cũng tăng trên 5.000 đồng một lít. Từ các nguyên nhân này, hiện số lượng lồng bè nuôi cá điêu hồng và một số loại cá khác như cá trê, cá ba sa đang giảm. Để vực dậy nghề nuôi cá lồng bè, các cấp các ngành thường xuyên tổ chức hội thảo, tập huấn, hướng dẫn người nuôi cá các giải pháp phòng trừ bệnh cho cá, quản lý môi trường nước, nhất là ứng dụng công nghệ cao để giảm chi phí đầu vào, đồng thời gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ. Thank you.